Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á, mình và anh Hôn sẽ đi mua đồ ấm các bạn ơi. Tại vì Win không có jacket này, cái này loại này, cho nên anh sẽ mua áo cho Win. Không biết follow Win. Đi mua nha các bạn, mình đi coi nha. Jacket. What color? Các bạn ơi, thật sự là không biết mua gì nữa. check. Mua áo ấm nha, warm coat nha. Cái này đẹp quá nhỉ, đẹp. Try đi. Wow. Looks so tough nha. Áo ấm áp hả? Áo ấm áp lấy gì? Ok em yêu, dấu này chúng tôi mặc. Cái này là cái đồ hả? Dạ đúng rồi. Đẹp lắm luôn. Đẹp. Em có nghĩ cái này đẹp không? Không đẹp không? Đẹp lắm. Really beautiful. Dạ. Còn cái này là sao vậy anh? Còn cái này nè. Cái đó là one piece. One piece. You want to try? Emil, we have a fitting room. You can come and you can go there and you can try. Emil. Okay. Emil. Này này này. Emil, put 3 clothes in here in the box. And then you can try it in the fitting room. Okay. Put it there. We go on the other plane, yeah. We go around, yeah. I'm really scared because anything. Wow, màu trắng đẹp quá nhỉ. Nếp nè. Có màu trắng tốt không? Thì sẽ có thấy không? Đó. Dạ ok. Snowman. Ok. Không có anh ơi, cái này là Armstrong. Polo 11. Polo 11 nha. Go to the moon nha. Anh thấy cái này sao? I think it's good. Put it here nha. Cái này là size gì ta? Em ơi. Cái này giống như lông cừu vậy. Wow, đẹp quá. Anh em cái này đẹp quá, really big, really long, phải giảm giá anh em, đang giảm giá. Mm.
đẹp 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 beautiful đẹp lắm. Thì đúng anh. Cái này âm hơn. Nhưng mà em có thích màu đen không? Nhưng mà em không thích đâu. Check check, coi coi anh check nha. Em rất là bắt. I want to see my friend. Em thấy cái này là đẹp hơn. Anh thấy màu trắng đẹp không? Ok, go try check your shirt nha. Mấy áo này rất là nặng luôn. Cái áo này rất là tốt. Có cái này trong hả? Có cái này nè. Hay ha. Good luôn. Wow, áo này đẹp. It's also good. Nhưng mà nhìn nó bự quá ha các bạn. Bự hả? Nhìn nó too big hả? Áo này với áo đen anh thích áo nào? Tại vì đó người ta mua áo màu trắng, màu đen. And then we need to buy something else, like another color, you know. Em có thích không? Em có hả? Nhưng mà em có áo màu đen rồi. Hồi nãy we chose black color. Okay. We choose another nha. Yeah. Wow. Quá trời ơi. Chạy quá. Mua đi. Nhìn thấy 150 năm cô đúng không? Is it okay? Dạ ok. Ok. Như vậy nha. Dạ. Ở đây em để. Cái này đẹp quá nhỉ. Anh muốn mình mặc cái này hả? Ừ. I think you need to wear something when you sleep. Không biết, em không biết size M dù không mà. Mình mua cái này để làm đồ ngủ nha. Ok. T-shirt. I could wear t-shirt. Ok. Follow her. Okay. Number 2. Okay. Did you have car? Yes, I have car. Mấy con nhỉ? Có anh tịch sẽ có chung hòa được tiền lắm. Để mà. Đẹp luôn. Cái này so good. Cái này.
không không chẳng gì. Thế Miu, máu gì đẹp không? Em thấy mà hồi nãy đẹp hơn. Đẹp chứ hả? Anh này slim nhỉ? Em ơi. It's so small, but it fits. Just, you know. Em strong. Hãy chưa nhỉ? Hãy chưa. Bao đó. À, different size L. Ok. Anh nên cũng mua một cái nữa các bạn. Anh mua hả? Mấy cái nào? À, chào các bạn. Chào các bạn. Chúng ta ở chúng tôi mỗi mùa sống. Chúng tôi mua 8 triệu rồi. Nhưng mà có mấy bộ à. Có chút à. Chúng tôi mua sam áo đang nhâm già. Nhưng mà sử dụng 8 triệu rồi. Buồn quá ta. Sau đây chúng tôi đi cắp băng ăn. See you soon. Hẹn gặp lại nha. Bye bye các bạn. Bây giờ mình với anh sẽ đi gặp bạn của anh Hùng. See you soon.